Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại đứng quanh vùng giá 2053 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ đứng ở mức 101,7 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục suy giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 43.167 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong số giảm, giao dịch mức 3,901% trong một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số giảm nhẹ, đứng mức 73,4 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Tuần trước, giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ sự suy yếu đi của đồng bảng xanh và lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ giảm và kết thúc tuần giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần. Về mặt xu hướng của giá vàng, một số nhà phân tích cho rằng các nhà giao dịch sẽ gặp khó khăn trong việc xác định biến động giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một số ý kiến lưu ý các nhà đầu tư nên để mắt tới mức giá 2050 đô la Mỹ trên một ounce vì giá dường như sẽ bị giới hạn ở chiều tăng. Theo Colin Szczynski, chiến lược gia thị trường của SIA World Management dự báo, vàng sẽ bước vào giai đoạn củng cố trong thời gian tới và lưu ý các nhà đầu tư nên xem hành động giá này là một tín hiệu tích cực. Lần đầu tiên, vàng được giao dịch thoải mái trên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce và đây là điều mà các nhà đầu tư đã chờ đợi sau khi đạt mức cao nhất vào thời đại gần đây. Mọi người đã cố gắng đẩy giá vàng xuống nhưng họ không thành công. Vì vậy, việc củng cố trong năm mới sẽ rất tích cực theo vị chuyên gia này nói thêm. Cùng với quan điểm này, chiến lược gia cấp cao James Tanley của Forex.com cho rằng thị trường vàng sẽ trầm lắng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, các chuyên gia của FXTrade.com duy trì sự lạc quan về vàng trong ngắn hạn khi dự báo vàng sẽ tiếp tục đà tăng lên mức 2.070 đô la Mỹ trên một ounce nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngày càng mạnh. Về dự báo giá vàng năm tới, các chuyên gia của ngân hàng ANZ chia sẻ với FXTrade như sau. Trong năm 2024, khả năng vàng sẽ được hỗ trợ tốt bởi một số yếu tố như sự bắt đầu của chu kỳ cắt giảm lãi suất ở Mỹ, tăng trưởng kinh tế chậm lại, đồng bạc xanh yếu hơn, các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng cường bổ sung vàng vào kho dự trữ và rủi ro địa chính trị gia tăng. Về tầm nhìn ngắn hạn, các chuyên gia của ngân hàng này đã nâng mức dự báo giá vàng lên 2.200 đô la Mỹ trên ounce. Từ mức giá 2.150 đô la Mỹ khi mà kết thúc năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng SJC trong phiên này tăng gần 1 triệu đồng trên lượng. Cụ thể, cuối tuần trước giá vàng SJC trải qua nhiều phiên biến động rất lớn, khi tăng mạnh lúc giảm sâu, nhưng xu hướng chính vẫn là liên tục lập các kỷ lục mới. Đóng cửa tuần, chỉ duy nhất tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giữ được mốc giá 77 triệu đồng trên một lượng tại chợ bán ra. Tuy nhiên thì sang đến tuần mới, đầu phiên vàng SJC khá tĩnh lặng khi các nhà vàng bắt đầu tuần mới ở mức giá của tuần trước. Tuy nhiên chỉ sau vài tiếng, giá vàng SJC tăng theo giờ và đạt tới mức 77,6 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể tới phiên đầu giờ chiều nay, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 76,50 triệu đồng trên lượng mua vào, 77,60 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra, tăng 800.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 600.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua vào giá bán ra hiện tại giảm từ 1,3 triệu đồng trên lượng xuống còn 1,1 triệu đồng trên một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay gọi là SJC, giá vàng miếng SJC của công ty này điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng trên lượng lên mức 76,50 triệu đồng trên lượng mua vào, 77,50 triệu đồng trên lượng bán ra. Giá bán ra của vàng miếng SJC tại công ty này cao hơn giá mua là 1 triệu đồng trên một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG điều chỉnh giá vàng SJC của công ty này tăng 550.000 đồng trên lượng lên mức 76,60 triệu đồng trên lượng mua vào, 77,50 triệu đồng trên lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào tại PNG giảm từ 1 triệu đồng trên lượng xuống còn 900.000 đồng trên một lượng. Giá vàng miếng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu tăng gần 700.000 đồng trên lượng lên mức 76,60 triệu đồng trên lượng mua vào, 77,6 triệu đồng trên một lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào giá bán ra của công ty này tăng từ 950.000 đồng trên một lượng lên mức 1 triệu đồng trên một lượng. Với việc cắt giảm lãi suất của Fed, lo ngại suy thoái kinh tế và căng thẳng ở Trung Đông sẽ khiến giá vàng thế giới tăng lên vùng 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Nhận định của một số chuyên gia trên thế giới, ở mức giá này của vàng thế giới thì với điều kiện chênh lệch giữa hai thị trường vàng trong nước và thế giới hiện nay thì giá vàng SJC có thể đạt tới 90,6 triệu đồng trên lượng trong năm 2024. Đến thời điểm chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC tiếp tục tăng rất mạnh, đã gần chạm ngưỡng 78 triệu đồng trên lượng tại chợ bán ra.
Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 76,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,92 triệu đồng trên lượng, tăng sốc đến 1.200.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho hai hệ thống Hà Nội và Đà Nẵng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 76,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,90 triệu đồng trên một lượng, tăng tiếp 1.200.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 của công ty này thì hầu như không có nhiều thay đổi, tăng thêm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa cuối tuần. Mua vào mức 62 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,05 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào mức 62 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,15 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh, mua vào mức 24.030 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.400 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.700 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.800 đồng trên đô la Mỹ, tăng 30 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 80 đồng trên đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.690.000, bán ra 7.790.000, tăng 1.200.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là tăng 120.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang là 1 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.690.000, bán ra 7.792.000, tăng 120.000 ở chiều mua, tăng 100.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 7.660.000, bán ra 7.750.000, tăng 85.000 ở chiều mua, tăng 55.000 ở chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 7.660.000, bán ra 7.760.000, tăng 85.000 ở chiều mua, tăng 65.000 ở chiều bán ra. Oxy Hồ Chí Minh mua vào 7.650.000, bán ra 7.750.000, tăng 80.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7.650.000, bán ra 7.760.000, tăng 80.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.660.000, bán ra 7.760.000, tăng 80.000 ở chiều mua, tăng 65.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.690.000, bán ra 7.780.000, tăng 85.000 ở chiều mua, tăng 65.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.680.000, bán ra 7.760.000, tăng 100.000 ở chiều mua, tăng 90.000 ở chiều bán. Đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.660.000, bán ra 7.760.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.670.000, bán ra 7.790.000, tăng 100.000 ở chiều mua, tăng 90.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.660.000, bán ra 7.762.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại được điều chỉnh tăng rất mạnh, tăng 1.200.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là tăng 120.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng cho đến 1.060.000 đồng trên lượng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.690.000, bán ra 7.792.000. STC Huế mua vào 7.687.000, bán ra 7.792.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.690.000, bán ra 7.790.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.690.000, bán ra 7.792.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.688.000, bán ra 7.792.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại chỉ duy trì đã tăng nhẹ trong khoảng từ 41 đến 100.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 4.100 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.200.000, bán ra 6.305.000. Nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ mua vào 6.200.000, bán ra 6.315.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.195.000, bán ra 6.275.000. Vàng 24K mua vào 6.082,9 nghìn, bán ra 6.212,9 nghìn.
Vàng 18K mua vào 4.521,7 nghìn, bán ra 4.721,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.473,7 nghìn, bán ra 3.673,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.431,9 nghìn, bán ra 2.631,9 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.